Chào mừng các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của Mì Siêu Tim Cần. Bật quay nhớ. Quay rồi đúng không? Ok, quay rồi. Không, đừng cắt ở đấy nha, hài. Ok, đấy. Chào mừng các bạn đã quay trở lại. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của Mì Siêu Tim Cần. Lại là tôi, vui vẻ và... Và em Nghĩa. Và bọn tôi vẫn mặc chung cái bộ quần áo cũ. Bởi bọn tôi quay cùng một ngày. Thế ta không biết là cái clip Alien lên trước hay là clip Mà Ra lên trước đâu. Bọn tôi không biết clip nào lên trước, nhưng mà bọn tôi quay cùng một ngày nha. Ok. Mọi người, chứ không phải bọn tôi ở bẩn. Cảm ơn. Hôm nay thì chúng tôi nói về phim Alien, Romulus. Alien Romulus. Bọn tôi vừa đi xem xong, xem Alien Romulus trước rồi mới đi xem Maza. Đúng rồi. Làm ngay bát cơm trước khi mình lại dùng lại dốc đấy à? Mình lại dùng lại dốc đấy, không biết cái nào lên trước mà. Không biết cái nào lên trước nhưng mà bọn tôi vừa ăn một bát cơm. Sau đó là ăn một bát khác, xong ăn bát Maza. Ăn bát Maza. Thì cảm nhận đi. Cảm nhận trước đi. Thì cảm nhận đầu tiên của em về Alien Romulus là bộ phim này, đây là một phim rất hay. Nó đã tạo cho em cảm giác sợ hãi. Hay như nào? Nó hay đấy, trước hết là tạo cho em cảm giác sợ hãi trước. Ok. Là một. Và tạo ra cảm giác sợ là kiểu thấp thỏm ấy, kiểu không biết những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ấy. Đấy, nó bó buộc vào mình trong một cái không gian hẹp, tức là trên con tàu. Và kiểu mọi thứ mình sẽ phải nghĩ xem là chuyện gì đang xảy ra và cái gì đang xung quanh mình. Okay. Đấy, nó tạo ra một cảm giác tâm lý từ đầu phim đến cuối phim như thế. Ê, hình như anh mày ngược nhau hay sao ấy. Lúc xem Alien ấy, thì anh lại hơi ngủ một tí. Sao anh thấy không sợ lắm kìa, nghĩa là... Không, cái đoạn ngủ lúc đầu đầu thì đúng là hơi chậm. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà từ lúc lên con tàu là... Không phải từ lúc... Nhưng mà con tàu, anh nhớ là cái con tàu trong những phần cũ nó hẹp hơn thì phải. Con đúng tàu rồi. Này khá rộng, nên là anh không thấy cảm giác con tàu chật hẹp lắm. Con tàu trong Alien 1 to. Nghĩa là Alien thì nó chưa bao giờ tạo cho anh cảm giác chật hẹp cả. Không, trong Alien 2 hẹp lắm. Alien 2 tàu bé hơn. Alien 2 là cái phần Prometheus, cái phần Covenant à? Đâu, Covenant là phần mới mà đúng không? Covenant là phần 2 của tiền truyện. Còn okay. Alien 2 này là năm 98 mấy cơ. Ok. Đấy. Đúng, nhưng mà cũng có, đúng, có phần là khá hẹp thật. Nó ngột ngạt cực, cảm giác kiểu mình đi đến chỗ đất nào ấy thì cũng có cảm giác là sẽ có mấy con thì nó rình rình ở đâu thôi. Đấy, em thích cái cảm giác như thế, cảm giác kiểu kịch tính. Nó bị mình bóp nghẹt đúng không? Bóp nghẹt, em dùng từ ở đây là từ kiểu thấp thỏ. Đấy. Cái phần này với anh thì anh sẽ thấy nó hay và thấy thích thú về nó. Không phải là vì cảm xúc nhiều, mà là nó là một cái sản phẩm được làm chỉn chu ấy. Nên là mình ngưỡng mộ cái đấy, có cảm xúc từ cái đấy. Đây sẽ là một bộ phim mà em sẽ kiểu, em sẽ ồ wow ngay lập tức. Em sẽ ra rạp và em cảm thấy hạnh phúc khi vừa xem xong. Còn khi về nhà bảo mở Netflix lên mở lại phim này để xem thì chắc là không. Cũng không xem tại vì nó cũng không có gì đặc biệt ấy. Nó cơ bản lắm mọi người. Chúng tôi gọi là vào muộn mấy phút thì chắc là có bọn này có đội thiếu niên đấy họ làm kế hoạch. Nội dung thì em đã đọc trên mạng rồi. Em đọc phần mô tả trước. Nó sẽ là nội dung tiếp diễn sau Alien 1. Thì sau Alien 1 là cái con tàu đấy là bị cái con Xenomorph nó phá tách mảnh rồi. Nó đi rồi, con tàu vất hoang. Thì bọn này là bọn thiếu niên từ trái đất muốn đi đến một hệ sao phải hệ sao khác đâu, nó là hành tinh gì mà thì không phải chứ, cái đây tôi không rõ nhá, nhưng mà nó là một hành tinh gì đó mà kiểu ở đấy cũng ô nhiễm, mù mịt, còn không được nhìn thấy mặt trời. Sau bọn này nó có một ước ao là muốn đến hệ sao khác. Thì nó lên cái tàu này để muốn lên tàu này để cướp nhiên liệu để đủ để đến hệ sao kia. Và vô tình hoạt vài thứ, đâu phải cướp nhiên liệu đâu, nó lấy cái kén ngủ đông thôi. Cái đấy là nhiên liệu mà anh? Không nhá, nó đến đấy nhá, nó lấy kén ngủ đông. Nhưng mà cái kén ngủ đông ở đấy đang bị hết nhiên liệu. Thế nó phải đi tìm nhiên liệu cho cái kén ngủ đông đấy tiếp thôi. Thế là bọn tôi có xem phim nhỉ? Mày xem, mày không xem à? Tao xem à? Tao ngủ ở đấy nhưng tao vẫn nhớ. Rồi được rồi, thì nói chung là nội dung là như thế. Cái nội dung này em thấy là nó không mới đâu. Thì thậm chí... chả hề mới một tí nào cả. Nó mới đâu. Nó chính là Alien 1979. Đấy, nó chính là cách đây 45 năm trước đã dùng rồi. Nó quá dễ đoán, kể cả chung là nó vẫn quá dễ đoán đúng không? Là gần đây nhất là có một bộ phim của Ryan Reynolds tên là Life. Thế là nó như thế à? Nó có Ryan Reynolds. Ta biết phim đấy. Phim Life cũng kể về một phi hành đoàn nghiên cứu về một cái con ngoài hành tinh. Và trên con tàu đấy nó giết nó bem hết cả phim, tất cả phim đoàn. Nó là Alien nhưng mà có Ryan Reynolds đúng không? Đúng, đúng rồi. Thì Alien phim này cũng thế. Thì đấy có phải điểm chê không thì... Em có chê đâu, từ em giải thích. Ok. Thì nó là cái nội dung này là không mới. Tuy nhiên là họ làm nó một cách hoàn hảo. Đúng. Họ làm nội dung cũ một cách hoàn hảo.
cho nên là nó sẽ hay. Bảo là hay đến nước siêu phẩm thì nó không phải, nhưng mà nó là một sản phẩm được đóng gói tốt. Đúng rồi. Đúng không? Thì nếu mà mọi người đã xem Alien phần 1, 2, 3 Alien Resurrection gì đấy, tôi không phải là fan Alien nha. Nhưng mà tôi cũng có biết về phim. Phim sẽ không chỉ ban đầu ý, thì người ta chỉ nói về phim này là một cái phim quái vật giết người thôi. Quái vật không gian mà. Đúng rồi, quái vật không gian. Ôi, mẹ, quái vật này với cũng... Alien là nhân vật chính. Con quái vật này nó cũng thực ra là khá là liêm đấy chứ. Nó không gian đấy. Đúng rồi, nó không gian, nó liêm. Quái vật không gian. Quái vật CR7. Quái vật CR7. Ý ở đó đấy nhá. Thì các phần phim cũ ấy, ban đầu thì đúng là chỉ để liên quan đến việc là con quái vật này giết người thôi. Nhưng mà dần dần về sau nó thêm nhiều thứ về nhân sinh quan, kiểu Alien 2. Cái phần nhân sinh quan là phần Prometheus. Không, nhân sinh quan Alien 2 đã bắt đầu có rồi. À thế à? Khi nó bắt đầu liên quan đến việc cái sứ mệnh con người các thứ rồi. Thì cái này là tôi không nói sâu xa nhé, bởi vì tôi cũng không hiểu lắm. Nhưng mà ý là phim có đả động đến nhiều nhiều thứ hơn, chính trị hay là các thứ. Không có chính trị đâu, chỉ có mà. Có chính trị. Có nhắc đến tập đoàn Wayland các thứ. Tao tưởng cái nó chỉ là nói về là sứ mệnh con người để đi tìm nguồn gốc con người ấy, là đi tìm kẻ sáng tạo ra mình ấy. Thì nó không chính trị đâu. Có thể không có đi, nhưng mà ý em mà nói là nó sẽ bám đến nhiều thứ hơn. Trong phim này nó sẽ mở rộng ra này chỉ đơn giản là một đám nhóc lên tàu và chạy thoát thế thôi. Nó nhỏ hơn rất nhiều. Nó cái... chính là Alien 1 nữa. Nó nhỏ. Ông Alien 1 là cũng kiểu đi khai khoáng rồi thì, xong rồi thì nó vẫn thế phá. xem tinh đúng không? Thì cái này nó nhỏ hơn. Ý em là cái này nó đúng, cái nó này nhỏ hơn nữa. Tại vì là nhỏ cái này, cái phần 1 thì là mọi thứ chưa xảy ra đúng không? Thì bắt đầu lần đầu tiên mình được tiếp cận với nó thì nghe nó rất là nó hơi kiểu phiêu lưu khám phá. Đúng, còn cái phần này là kiểu mọi người quen với nó. Đã biết rồi. Thì nó nhỏ bé hơn rất nhiều. Cái vấn đề nó chỉ là bằng cái móng tay thôi ấy. Nhưng mà một cái móng tay được làm neo chuẩn chỉnh. Đấy, ý em là như thế. Nhưng mà nó vẫn là móng tay thôi nhá. Nghĩa là kiểu nếu mà bây giờ tôi nghĩ lại về nó thì nó... vấn đề nó không lớn, nó sẽ không đủ để các bạn về ngẫm nghĩ kiểu đúng rồi thôi nói về cái hay đi. Mình cứ nói hết đi. Đây ý là vì sao chúng tôi lại thấy đây là một bộ phim hay nhá. Chứ bộ phim hay ở đây là đấy, ý em nói là một bộ phim tuy nhỏ nhưng hoàn hảo. Làm chỉ chưa về mặt nào chứ. Hoàn hảo cơ à? Hoàn hảo luôn, em này là hoàn hảo luôn. Ok. Về câu chuyện thì đúng là nó không có gì. Nhưng mà họ người ta làm đủ, vừa đủ. Cái phải khen đây sẽ là, khen nhất là hình ảnh và âm thanh. Hình ảnh và âm thanh. Ui, âm thanh, biên tập âm thanh phim này 10 điểm. 10 điểm, biên tập âm thanh rất hay. Biên tập âm thanh đỉnh cao luôn. Vỗ tay. Nó đủ để sợ. Nó không phải sợ mà là cái âm thanh trong phim này nó được gọi là chắt chiu để đặt đúng rồi, đúng chỗ. Đúng là cái âm thanh trong phim này nó được chắt chiu để điều khiển cảm xúc của mình. Đúng. Lúc sợ thì cần sợ, mà không phải là sợ mà là kiểu mình sẽ thấy hồi hộp ấy. Rồi là lúc mà thấy thì chủ yếu là hồi hộp thôi. Hồi chủ yếu hồi hộp và khó chịu. Ví dụ như là có cái cảnh gây ấn tượng nhất, một là cái đoạn lúc cái con Xenobob nó mới bay ra ấy, khỏi bụng của cái bà kia ấy, thì họ sẽ không phải là kiểu bùm 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 âm thanh liên tục, mà sẽ thỉnh thoảng họ lại ngắt âm thanh đi im bặt luôn. Rồi là cộng với hình ảnh là kiểu sự hùng vĩ của vũ trụ ấy bay ra cái chỗ vòng thiên thạch kia. Ấy nó kiểu cho mình phải wow lên luôn ấy, cho mình cảm giác mình là người đấy. Đúng không? Đúng, kiểu đúng. Trong cái tình huống đấy thì đúng là người đấy. Nó sẽ cảm giác là như thế. Sẽ kiểu lúc ban đầu rất là hòa nhập, rất là sợ nhá, xong rồi sau bị im bặt tại vì mình kiểu choáng luôn, bị sốc luôn ấy, thì cái âm thanh họ im đi luôn. Theo như em nhớ, em không ngủ đâu, anh ngủ. Tao ngủ mà, tao có ngủ. Thì phim này em nhớ đúng chỉ có đúng một cảnh jump scare duy nhất. Lúc cảnh đi vào cái chỗ mà cái phòng mà điều khiển nhiệt độ ấy, để mà con face hacker nó để nó không phát hiện được ấy. Thì có đúng một cảnh jump scare đấy là có cái xác từ trên tự nhiên xình xuống phát. Đúng rồi. Hết luôn, phim không hề jump scare nào. Nhưng những đoạn sau nó chả có cái âm thanh gì, nó cứ kéo dần ra. Nghĩa là họ sẽ không kiểu con quái vật xuất hiện bất ngờ đâu. Nó sẽ cho mình nhìn luôn đúng là rồi, con quái vật đang đứng ở đâu. Nó đến xong rồi nó cái góc nhìn về con quái vật nhìn về hướng cái nạn nhân của nó ấy. Ôi, xong rồi nạn nhân đó bắt đầu quay lại, nó không kiểu không hề kiểu âm nhạc ui bình, nó cho luôn quay lại nhìn đằng sau, nhìn thấy rõ ràng con quái vật nó đang mon men gì đấy. Đấy cảm giác đấy, em thích cái cảm giác kiểu đấy. Mới cả là lần này họ tận dụng tốt được yếu tố vũ trụ nhỉ. Nghĩa là nó sẽ không phải là chật hẹp mà nó sẽ là bao la hơn. Thế không? Nghĩa là lúc ở xung quanh cái vòng sao hỏa ấy, hay cái vòng thiên thạch của cái hành tinh kia kìa. Cái đoạn đấy trông mọi thứ nó bao la, nó rộng lớn ấy. Kiểu nó dung hòa được giữa cái cảnh cảnh
cảnh toàn với lại cảnh nghĩa là đấy. nó cái việc đấy nó làm phim bớt sợ đi một tí nhá, nhưng mà mình lại thấy trân trọng cái hình ảnh và cái âm thanh của nó. Đúng. Cái nó đang bó hẹp một tí xong rồi đột nhiên nó đang hùng vĩ lên, cảm giác mình được thở phào một tí, đúng không? Đúng. Xong rồi cái cảm giác mọi thứ nó cũng không nguy hiểm như thế. Chứ mà cứ ở trong tàu mãi lại em khá kinh đấy. Đúng, nghe nó sẽ khá là khó chịu. Em nhớ có cái đoạn mà lúc mà đi xuống tận đến đáy của con tàu rồi, xong rồi nó đi vào đấy thấy cả đống kén Xenomorph. Chà, sao âm nhạc bắt đầu cái tiếng gì nhỉ, em không nhớ cái tiếng miêu tả như nào. Đúng lúc mà mấy cảnh hành động xong rồi, nghĩa là đoạn lúc nó chạy nhá thì họ làm cái sound effect không phải là tiếng chạy đâu, nhưng mà tiếng bù 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 nghe. Đúng là em cảm giác là em đang vừa ngồi trên con tàu đấy, cảm giác là em phim đấy mà em xem 3D hay là IMAX thì em cảm giác kinh phết. Okay. May là xem 2D đấy, đỡ sợ hơn một tí. Còn về diễn xuất thì sao, hơi mờ nhạt đúng không? Không có đâu. Nhưng mà câu chuyện về cái cô nữ chính với con robot cũng ok. Là rất giống với chị em thật. Bình thường tao không cảm là cái đấy lắm. Mày cảm thấy như anh không cảm cái đấy lắm. Nhưng mà còn hơn là không có gì, những người kia không có gì cơ. Đúng nha, nhưng đúng thật là họ làm rất tốt trong việc là có cái thằng Beyond này nhỉ. Nó có cái thù hằn với cái giống robot trước, xong rồi cái thằng ấy nó cứ dí thằng robot kia. Đấy thì mình cũng có một chút gì đấy cay cay thằng Beyond kia. Thằng Bison này cũng dũng cảm. Thằng ấy cũng còn dũng cảm. Nó còn bảo vệ cái cô kia chạy ở lại nó solo luôn mà. Đúng. Xong khá kinh. Xong rồi cái lúc con Andy nó thay ổ cứng vào ấy, xong nó biến thành một con người khác trông nguy hiểm hơn ấy. Đoạn đấy cũng hay đấy nhỉ? Cũng được. Khá ok. Nghĩa là hình như là mình được thấy cái đấy rất nhiều rồi nên là mình sẽ không trân trọng về cái đấy lắm. Nhưng mà tại vì sau khi xem này chúng tôi xem Maza ấy, chúng tôi kiểu uầy uầy. Alien đỉnh vãi. Kiểu uầy vãi cứt. Cái em thấy hơi tiếc ở đây là tại sao người ta cứ làm Alien nó tiền chuyện ấy. Không thích, em muốn xem. Mày muốn phát triển thêm à? Em muốn xem là chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩa là sau cái Alien trước, Alien của cái nhân vật Ripley ấy, nhân vật ngày xưa ấy, thì cô ấy là về cái trái đất à? Hay là em không nhớ lắm, nhưng mà đấy là một cái hình tinh đỏ. Anh nhớ là lúc cô quay về trái đất xong rồi là ngoài kiểu cằn cỗi ấy. Đấy, em muốn tiếp tục câu chuyện đấy cơ. Và xem con Xenomorph, tại vì con Xenomorph đấy thì tiến hóa vô tận. Nhưng mà con Xenomorph đấy cảm giác kiểu nó cứ yếu yếu nhỉ? Đúng không? Con đấy là cái con mà kiểu nó không chạy nhanh đúng không? Cảm giác nó sẽ bắt nạt con người. Anh xem Alien vs Versus Predator nhá. Đấm đúng không? Bây giờ đánh ngay. Đấy. Con Xenomorph này nó cứ đần đần. Giống việc nó sẽ bắt nạt con người hơn. Mình có sẽ spoil luôn một tí thì đấy, cái con Xenomorph kiểu mới. Xenomorph mà live với con người. Đến cuối con Xenomorph đấy trông khá kinh. Con Xenomorph đấy trông tởm vậy. Nó là con Xenomorph người nhất. Con này giống với con trong Prometheus đấy. Con này giống với cái nó là kỹ sư. Đấy. Nó lai hơi lai giữa kỹ sư Xenomorph và con người. Đấy lai ba dạng kiểu đấy. Thì trông cũng ghê. Trông ghê. Trông nó ám ảnh hơn con Xenomorph kia đúng không? Nhưng nó yếu. Nhưng nó yếu. Và nó chết mẹ gì nữa. Thì tại vì đây là một phần tiền truyện nằm giữa Alien 1 và 2. Thì nó không thể nào mà nó đá vào nội dung ở phần 2 được. Cho nên nó phải kết thúc ngay tại đây. Okay. Thì đấy cũng là chính là điều em tiếc đấy. Tại vì họ tạo ra một bộ phim bắt đầu và kết thúc ngay. Thì nó em cứ tiếp tục nó tiếp nối cơ. Chắc nó lại hệ tư tưởng ma ra làm ra kiếm tí tiền. Chẳng qua là cách họ làm họ công nghiệp hóa được nó rồi ấy, nên là cái tiêu chuẩn của nó cao sẵn rồi ấy. Nói hơi phật lòng những fan của Alien, nhưng mà phim Alien này là một phim vắt sữa, nhưng mà là sữa ngon. Sữa ngon. Nó là kiểu nó vắt là cái hộp sữa đấy, nhưng mà thì tôi chỉ cần thế thôi đúng không? Đúng rồi. Nó là vắt sữa, nhưng mà sữa ngon. Em khá chắc là nhiều fan của họ cũng sẽ mong một phần hậu truyện. Nhưng mà nhá, bây giờ mày đi với bạn gái đi, kiểu khi xem Maza lại hiệu quả hơn. Không. Người ta sẽ nghĩa là như chị em mà xem Alien nhá, thì có khi chả sợ lắm đâu. Thực ra là bạn nhà em, bạn ấy thích kiểu không thích phim ma. Bạn ấy thích kiểu đâm chém thôi. Nghe là đâm chém thì không sợ. Thích Alien đúng không? Thích kiểu Alien. Thì đấy thì đi xem Maza này mày ôm tay ôm chân chứ. Nhà ôm được rồi, rồi phải khổ đấy. Thì ra đấy nó vẫn hay hơn. Thì bạn nhà tao thì tao chưa có, tao không biết. Mới đây này, em đã đọc được một cái thông tin là cụ Ridley Scott sẽ không làm hậu truyện cho Alien Covenant. Thì Alien Covenant cũng là tiền truyện nhá. Nhưng mà ý là Alien Covenant là kết thúc hờ hững. Thế đúng. Tao không nhớ cái nào cơ. Hình như anh còn chưa xem Alien Covenant.
Thì ý đây em kể cho. Thì nghĩa là nó kết thúc một cách, nói chung là nó là một cái kết mở. Thì đúng như dự tính là sẽ làm một cái Alien Covenant tiếp theo nữa, sau cái đấy nữa, nhưng mà lại không làm. Mà lại làm cái Romulus này. Và cái Romulus này thì cũng không liên quan gì đến các câu chuyện. Nó lại độc lập. Bắt sữa à? Nó lại độc lập. Chắc chắn là bắt sữa thì... rồi. Chứ gì xảy ra nhỉ? Kiểu nó gần như là phần Prometheus và Alien Covenant tự nhiên lại bị cho ra gì ấy. Thì nó lại không liền mạch nữa. Yeah. Ừ, cho nên là mà sao ấy. Nói chung là em muốn một franchise nó phải liên tục. Mày muốn thì Marvel đúng không? Nó Fast and Furious. Ừ. Nó liên tục. Ừ nhỉ. Chúng ta có Fast and Furious mà. Không phải tôi khen Fast and Furious, nhưng mà tôi muốn nó có sự liên tục như thế. Ê, nhưng mà nhá, Fast and Furious nhá, nếu mà dựa theo tiêu chuẩn của Marvel đi, có khi họ làm hay hơn Marvel. Đúng. Vì cái phim nào nó cũng như thế. Đúng. Nó cũng đua xe, nó cũng cơ bắp, nó cũng bắn súng, xong nó họ cũng có sự thăng tiến ấy. Và vấn đề là nó tuyến tính. Ừ. Nó năm này qua năm khác. Đúng. Thì ok, đây cứ 45 năm trước thì làm về năm 2100 bao nhiêu. Ui, xong rồi 45 năm trước rồi cơ. 45 năm trước rồi. Vậy. Xong rồi 40 năm sau lại làm một phần tiền truyện cách đấy 100 năm. Ừ. Bảo em nghĩ là ok, Prometheus kể về nguồn gốc của ấy, con Xenomorph thì ok. Ừ. Mà Alien Covenant thì who asked? Who asked đúng không? Thực sự là who asked? Ai hỏi vào bộ trưởng làm phim à? Đúng rồi. Tại và Alien Romulus này cũng luôn. Ừ. Who asked? Ai cần nhở? Ừ đúng, cái phần này nhá. Ừ thì có thể là nó giới thiệu cái con lai kia thì cũng được. Con lai, và nó hay, nó có hay. Nó giới thiệu đúng cái con lai thôi, còn lại nó chả... Nó... Nhưng nó là đại học xây dựng. Who care? Who care? Who care? Chúng tôi cần hậu chuyện, chúng tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra sau khi Ripley đã đánh nhau rồi với rất nhiều con... Nhưng mà thường nhá, là mình không biết mình cần gì đâu. Xong mình lại nói về chuyện đấy. Họ ra, họ ra mình vẫn xem bên đây. Thì đúng là mình vẫn xem, nhưng mà em đang nói về mong muốn. Có khi là họ mới biết mình cần gì. Họ biết mình cần gì. Xong rồi họ cứ ra, xong mình cứ nói là mình không cần ấy, nhưng mình vẫn đi xem ấy. Bị thao túng tâm lý ấy. Mình bị tư bản đấy. Mình bị thao túng tâm lý rồi. Mình vừa cống 150 tư bản. À, không mà không phải mày đâu, tao thôi. Anh cống 150 tư bản. Tao cống 300 cho tư bản, cho cả ma ra nữa. anh cống tiền cho tư bản nhỉ? Tuy nhiên nghe cống tiền cho tư bản nghe... cống tiền cho ma ra nghe tệ phết. Nhưng mà nhá, có một cái phần Alien rất hay là phần nào cũng có cái đoạn mà người ta sắp chuẩn bị ngủ đông ấy, thì nghe nữ chính chỉ mặc đúng cái tank top và cái quần đùi thôi, họ sẽ cố spam cái đấy để cho khán giả thích xem, đúng không? Phần nào cũng có một cái bà nữ chính mặc tank top và quần đùi, xong chỉ rồi có vui vẻ để đánh nhau với Alien. Có à, nhưng đúng không? Hay là mình mặc tank top, mình là mày với tao á? À không, ý em là nhân vật mặc tank top, mặc quần ngắn, sau đó con Xenobot chui ra từ bụng không? Không, hợp lý không? Như thế nó không sexy bằng là một người như thế đánh nhau với con Alien xong kiểu... Hay là mặc tank top và con Xenomorph chui ra từ chỗ đấy không? Và đó là ý kiến của chúng tôi về Alien Romulus. Romulus, bọn tôi rất thích phim này nha. Nhưng mà... Nó cũng được. Nó không phải là thứ bọn tôi cần. Mày không biết mày cần gì đâu. Ok. Nhưng mà tôi rất thích phim này. Mày chấm điểm đấy. Em chấm điểm này 9 trên 10. Thế cơ á? Tao nghĩ nó khoảng tầm 7-8 gì đấy. Không được. Phim này 9 trên 10, còn Alien 2, 10 trên 10. Ok. Alien 2 là vô địch nha. Ê, Prometheus cũng 9,5 trên 10. Prometheus thì hay. Mặc dù tao không nhớ, tao chỉ nhớ đúng cái ông kỹ sư thôi. Tao không nhớ lắm nó như nào. Prometheus ghê lắm anh. Nếu mà nói về độ tởm là Prometheus tởm nhất đấy. À, với lại Alien luôn có mấy quả là cũng là bầu đẻ ra cái gì đấy. Thì cũng chính xác. Ê, có một kiểu sợ nha. Kiểu sợ là... Nghĩa là sợ ma hù thì ok. Nó go sợ không? Kiểu đâm chém, giết người. Thì ok, còn một kiểu sợ là sợ hành hạ bản thân. Sợ kiểu mà con người mà tự rạch mình à. Ui, kinh phết. Em là sợ kiểu đấy. Đúng là Alien nó phải như thế mà, đúng không? Đúng là chính xác là bộ phim Alien luôn luôn có những cảnh như thế. Và điều đấy là điều đáng sợ. Thôi kết nhá. Đúng. Chốt lại là Alien Romulus. Ê. Hay nha, sợ nha, mọi người nên xem nha. Ê, đời nhá, cái con Xenomorph ấy mà nó bán mì tôm ấy, nó gọi là gì? Là sao đấy? Nó gọi là mì alien. Mì alien ấy. Anh biết mà có Xenomorph mà chơi Valorant. Nó có cái gì không? Có cái gì?
có Sinopharm. Là cái gì? Anh không biết, những người chơi Valorant là hãy comment cho vui vẻ biết nha. Nó có Sinohunter. Ai chơi Valorant hãy comment cho vui vẻ biết. Đấy là gì nha? Đấy nha. Là gì nữa? Có Xenomorph ấy. Vâng. Mà nó nghe nhạc Nhật ấy. Thì nó sẽ hát gì? Xeno... đây cái bài này. No to no mo to. Ten 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 ten. Rất là vui vẻ. Ơ, hay là mình bọn tôi chưa dừng lại. À, còn nữa à? Mình check comment các bạn đi. Thôi, ai chả khen. Được phim này khen mà. Thôi, check sau. Chơi phim review. Tao lười, tao không check, tao không phải, tao nghỉ. Chơi phim review cũng khen nha. Và tôi là Nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại.